giới ngày mai. Đó là vần thơ, cũng là câu hát trẻ em hôm nay. Thế giới ngày mai. Tiêu chảy là căn bệnh mà trẻ em rất dễ mắc, nhất là vào thời điểm mùa xuân. Bệnh tiêu chảy ở trẻ em có hai loại. Tiêu chảy cấp là tình trạng trẻ bị nôn ói và tiêu chảy diễn biến nhanh, mà phần lớn là do rotavirus gây nên. Loại tiêu chảy mãn tính, trẻ đi tiêu có dịch nhầy và máu, còn gọi là bệnh kết lị, theo cách gọi của dân gian. Mục bé khỏe bé ngoan hôm nay, lương y Phạm Ngọc sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu hơn về bệnh lị và biện pháp phòng tránh điều trị của căn bệnh này bằng thuốc đông y. Xin chào lương y Phạm Ngọc. Vào mùa xuân hè thì một trong những bệnh lý rất phổ biến ở trẻ em đó là bệnh tiêu chảy, trong đó có bệnh lị. Thì xin lương y cho biết đâu là những nguyên nhân gây ra bệnh lị ở trẻ em và bệnh lị thì có những triệu chứng gì? Vào mùa xuân hè, một số bệnh tiêu hóa dễ mắc nhất ở trẻ đó là bệnh tiêu chảy. Bệnh lị, một loại bệnh tiêu chảy đông y gọi là tiêu chảy nhiệt. Triệu chứng của bệnh là ta sẽ nhận thấy nhất là trẻ đi tiêu chảy phân lỏng nhiều lần và khó đi. Hậu môn thì thường là nóng rát. Đặc biệt với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, ta có thể nhìn thấy rất rõ là hậu môn của trẻ đỏ lên. Ngoài ra còn có triệu chứng toàn thân khác, có thể là trẻ sốt hoặc là đi tiểu lượng nước ít, tiểu gần ta gọi là tiểu rắt. Để điều trị được bệnh lị ở trẻ em thì trong đông y có những bài thuốc dân gian là quý mà có thể dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Xin lương y có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết ạ. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn 3 bài thuốc dễ tìm dễ kiếm nhưng rất vô cùng hiệu quả đối với bệnh lị. Có thể điều trị không những trẻ trẻ mà người lớn áp dụng rất tốt. Bài thứ nhất là ta thể dùng nguyên rau sam không? Ta chỉ cần hái lấy rau sam về luộc ăn ngày một bữa thì thường từ 1 đến 3 ngày là hết kiết lị. Bài thứ hai là bài trứng gà lá mơ. Bài trứng gà lá mơ thì trong dân gian đã dùng rất nhiều, chắc là các bậc phụ huynh đã cũng rất nhiều lần đã dùng. Rửa sạch lá mơ thái nhỏ, đập trứng gà vào. Và các cụ ngày xưa thì lót một lớp lá chuối xuống dưới chảo và rán không dùng mỡ. Bài thứ ba, bài này nó có lẽ là nó hơi chuyên môn một chút, nhưng đây là 2 loại cây cũng rất dễ tìm. Đây là cái cây quả sữa nhỏ lá. Cây này biểu hiện rõ ràng là lá của nó mọc lắp tắp và mọc thường hay mọc ở ria đường hoặc là kẽ gạch, kẽ đá. Và khi ta bẻ ra là có sữa chảy ra, một giọt nhựa như sữa chảy ra, nên được gọi là quả sữa nhỏ lá. Quả sữa nhỏ lá một nắm và xeo gà một nắm. Xeo gà có cái tên là phượng vĩ. Ta có thể nhìn thấy cái lá của nó rất giống với lông đuôi gà trống hoặc là lông đuôi con phượng. Giới thiệu đây là loại dương xỉ. Hai loại này kết hợp với nhau sát cái nước uống. Từ nãy giờ tôi giới thiệu với các bạn là bài thuốc chữa này dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Liều lượng dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Với trẻ đương bú mẹ thì ta có thể cho mẹ sử dụng và lấy một chút cho trẻ uống một lượng nhỏ thôi để trẻ uống. Cũng có thể là chỉ cần cho mẹ uống thuốc, con cũng có thể bú sữa và hiệu quả được. Lương y có những cái lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh trong vấn đề chăm sóc, điều trị trẻ bị bệnh lị tại gia đình ạ? Bệnh lị là một bệnh tiêu hóa lây truyền qua đường ăn uống, bởi vậy nên là ta phải thực hiện ăn chín uống sôi và đặc biệt là vệ sinh tay trước khi trẻ ăn và trẻ bú. Điều kiện sống ta phải làm vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh nhà, rồi thì trong nhà giữ độ thông thoáng, không bị ẩm mốc. Trong vấn đề chăm sóc bệnh nhân bệnh lị thì ngoài việc ăn chín uống sôi ra thì ta phải cho uống đủ nước, bởi vì bệnh lị cũng như các bệnh tiêu chảy khác, nó làm cho trẻ mất nước rất nhanh. Xin cảm ơn lương y đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.